Dạ, Hiếu Phan Vlog mến chào tất cả quý vị khán giả thân mến trong và ngoài nước quay trở lại với kênh tin tức của Hiếu. Trước khi vào nội dung cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Thì trong nội dung video này Hiếu cũng cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền Am Minh Bộ Vũ Trụ. Và đặc biệt đây là những thông tin mới thưa quý vị. Thì trước khi vào nội dung chính của cái video này mà luật sư Đào Kim Lân chia sẻ thì Hiếu xin chia sẻ về một cái thông tin mà mấy ngày nay quý vị khán giả cũng bán tín bán nghi và có người còn cho rằng là những cái đơn mà kháng cáo của các thầy ở trại giam đó là chưa có được thực hành nó hoàn thiện thưa quý vị. Thì ở đây Hiếu xin cập nhật một bài báo ở trên trang báo Pháp Luật có ghi như thế này: vụ Tịnh Thất Bồng Lai sau ông Lê Tùng Vân thì năm bị cáo còn lại cũng kháng cáo thưa quý vị. Thì đây là một cái thông tin cũng rất là mới mẻ để mà cho quý vị khán giả yên tâm hơn là bên phía Tòa án Nhân dân tỉnh Long An nói chung cũng như là huyện Đức Hòa nói riêng là họ đã tiếp nhận cái đơn này hay chưa. Thì Hiếu xin chia sẻ cái bài báo này cho quý vị được nghe như sau. Sau ông Lê Tùng Vân đến nay thì cả năm bị cáo còn lại trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai cũng đã gửi đơn kháng cáo đến tòa án. Đó, thì như vậy thì chúng ta cũng đã biết rồi là những cái đơn này cũng đã được gửi đến tòa án rồi thưa quý vị khán giả. Thì quay trở lại vào chiều ngày hôm qua là 21 tháng 8, nguồn tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho biết đến nay tất cả các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai đã gửi đơn kháng cáo. Trong đó, ông Lê Tùng Vân là người đầu tiên gửi đơn kháng cáo đến tòa vào ngày 28 tháng 7. Tiếp theo là 5 bị cáo còn lại cũng đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Đó, thưa vị khán giả, thì ngoài cái bản án sơ thẩm ngày 20-21 tháng 7 vừa qua đó, thì chúng ta không có tâm phục khẩu phục ở đây. Thì tiếp theo thì các thầy cũng đã có đơn kháng cáo của mình để mà gửi lên tòa án và sẽ có phiên tòa phúc thẩm diễn ra. Thời gian như thế nào thì chưa có rõ ràng. Khi nào có thì Hiếu sẽ cập nhật để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết. Và sau đây thì cho Hiếu xin chia sẻ đến quý vị nội dung đơn kháng cáo của các thầy cô như thế nào và đặc biệt là nội dung đơn kháng cáo của thầy ông nội. Thì trong nội dung video này Hiếu xin gửi cái nội dung của cái đơn kháng cáo thầy cụ Lê Tùng Vân cho quý vị nghe như sau. Thầy ông nội nói như thế này: thì báo chí ghi tên tuổi thôi chứ không có gọi như chúng ta một cách gọi chiều mến là thầy ông nội nha thưa vị khán giả. Thì họ nói là trong đó bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, chỉ phạt 5 năm tù, các bị cáo còn lại là 3-4 năm tù. Ông Lê Tùng Vân kháng cáo cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng kể cả lúc khách đến thăm. Bị cáo không biết sử dụng điện thoại mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu tu tập, không lợi dụng dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước hay tổ chức cá nhân nào. Bị cáo cũng cho rằng không mạo danh Đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Ngược lại, bị cáo cho rằng mình là nạn nhân bị vu khống làm nhục trong thời gian dài. Đó, thì cái nội dung đơn kháng cáo của thầy ông nội là như vậy. Thì thầy nói cũng rất là đúng, đúng không ạ? Với cái tuổi của thầy là 90 mấy rồi, bây giờ già yếu sức khỏe, nó xuống cấp rất là trầm trọng. Thì quý vị cũng đã từng thấy là những người mà đến đây thăm, trò chuyện với thầy đó, thì thầy đâu có ngồi hay là đứng nổi lâu đâu thưa quý vị. Chỉ nằm võng để mà tiếp khách mà thôi. Thì qua những cái câu chuyện mà Thiền Am Minh Bộ Vũ Trụ nhận được những cái phiền não là đa số là những người ở ngoài họ đến đây để mà gây hấn, kiếm chuyện. Và thậm chí là ở trên mạng xã hội thì hàng ngày họ vẫn gỉ gã cái câu chuyện là Thiền Am Minh Bộ Vũ Trụ có dấu hiệu lượng loan, giả sư trục lợi, rồi quan hệ huyết thống vân vân. Nhưng mà những cái vi phạm đó, những cái cáo buộc mà gắn ghép cho Thiền Am á, thì quý vị thấy như thế nào? Cho đến thời điểm hiện tại, trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua đó, thì bên phía viện kiểm soát họ cũng đã nói là ngoài cái hành vi 331 này không có còn cái hành vi nào khác hết. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy dai dẳng trên mạng xã hội họ vẫn lan truyền cái thông tin này nhằm mục đích là bôi nhọ, vu khống, bịa đặt cái câu chuyện gắn ghép cho Thiền Am để mà hạ nhục danh dự của họ. Bởi vì họ ganh ăn tức ở, trong đó có những thành phần chức cao trọng rộng ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì nhắc đến một vị thượng tọa này thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi đúng không ạ? Thì qua đó thì luật sư Đào Kiểm Lân cũng đã chia sẻ là thầy ông nội, tức là cụ Lê Tùng Vân cũng đã ủy thác cái quyền cho luật sư là thu thập đầy đủ thông tin để mà làm đơn kiện đối với ông thượng tọa này. Thưa quý vị khán giả,
Thì cái quá trình mà đơn kháng cáo của các thầy nó bị chậm trễ như thế này á, là bên tòa án họ có nói là trong các đơn kháng cáo á, bốn bị cáo viết không đúng trình tự thủ tục. Có người á thì ghi cái đơn là kêu oan, còn có người là ghi cái đơn là kháng cáo, cho nên là nó không có đồng bộ. Vì vậy mà tòa án họ đã yêu cầu là các thầy cô phải viết lại cho nó đúng với cái quy định của đơn kháng cáo. Thành thử ra là cái đơn nó chậm trễ. Nhưng mà trước đây thì chúng ta cũng nghe rằng á là các thầy ở trại tạm giam họ cũng đã làm cái đơn kháng cáo này, nhưng mà do cái việc mà họ đưa cho quản giáo trại giam để mà đưa cho lên tòa đó thì lại tòa không có tiếp nhận được, và sau đó thì bên phía luật sư cũng đã can thiệp và tòa thì cũng đã có câu trả lời. Tới thời điểm hiện tại thì chúng ta đã biết rồi là ngoài thầy ông nội ra thì năm thành viên khác là các thầy cô ở trại tạm giam cũng đã có đơn để mà gửi đến tòa án nhân dân tỉnh Long An nói chung và huyện Đức Hòa nói riêng. Là thưa vị khán giả, thì chúng ta cũng hy vọng rằng là cái phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra sớm nhất, và cái kết quả trong phiên tòa đó là một cái kết quả tốt đẹp nhất mà các thầy cô ở Thiền Am sẽ nhận được, và họ sẽ được minh oan và trả tự do về với gia đình của mình. Và tiếp theo thông tin sau đây á, thì Hiếu xin báo cáo cho vị được biết về cái thông tin mà luật sư Đào Kim Lân chia sẻ như sau. Thì thời gian qua ở trên mạng xã hội luật sư tham gia vào á, thì luật sư cũng rất là bức xúc bởi có những tổ chức cá nhân họ đã có những cái âm mưu để mà lập nhóm với nhau công kích Thiền Am, vu khống bịa đặt cái câu chuyện cho Thiền Am là câu chuyện Luận Loan, quan hệ huyết thống, giả sư trục lợi vân vân, và có những cái dàn cảnh gán gán ghép để mà quy chụp cho Thiền Am. Chẳng hạn như là ngày 4 tháng 1, thầy Lê Thanh Nhất Nguyên nhận cái tiền của Mạnh Thường Quân nào đó, và họ đã dựng cái kịch bản đó để mà buộc tội thầy. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì họ cũng đã coi như là gỡ bỏ cái lệnh cấm vận đối với thầy Lê Thanh Nhất Nguyên. Thì ở đây luật sư cũng rất là bức xúc và cho rằng không có tội, nhưng mà tại sao lại gán ghép là cho người ta như vậy? Bên phía cơ quan chức năng tỉnh Long An tại sao làm cái việc đó mà không có một cái cách nhìn công tâm để mà xử lý đối với những cá nhân tổ chức đó? Nếu mà cơ quan chức năng Long An không làm được thì luật sư sẽ nhờ đến bên cơ quan chức năng cấp cao hơn để mà xem xét cái sự việc này, để mà có tội thì xử, mà không có tội thì phải có câu trả lời để mà minh oan cho người ta. Và luật sư cũng rất là bức xúc trong cái việc mà trong suốt thời gian qua, kể cả ông thượng tọa hay là luật sư đang bảo vệ cho ông ấy, thì cũng đã lên trên mạng có những cái vu khống quy chụp cho Thiền Am một cách rất là trắng trợn. Nhưng mà tại sao bên phía cơ quan chức năng họ lại không xử lý? Trong khi đó thì Thiền Am trước đây cũng đã làm đơn và đã gửi đến các cấp cơ quan ban ngành, nhưng những cái đơn từ này của Thiền Am thì chẳng có được cơ quan chức năng nào đối hoài tới. Và những gì mà Thiền Am làm á, thì họ không có quan tâm để mà xử lý những người hại Thiền Am. Ở chiều ngược lại thì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, hay là một vài cái câu nói gì đó nó vu vơ ở trên mạng xã hội, như là đời thực mà chúng ta hay nói, một cái câu ngu như bò, thì họ lại kết tội các thầy vào cái điều khoản 331 và 6 thành viên phải nhận cái mức án 23 năm 6 tháng tù. Thì thật sự chúng ta rất là bức xúc ở đây, rất là bất công, đúng không ạ? Và luật sư cũng cho rằng là sắp tới đây luật sư sẽ còn nhiều chuyện phải làm và sẽ thu thập hết tất cả những cái chứng cứ mà họ đã quy chụp vi phạm với pháp luật như vậy đã hoàn toàn sai, thì luật sư sẽ nhờ đến cơ quan chức năng xử lý những người này, những tổ chức cá nhân này, thưa vị. Và trong cái câu chuyện này luật sư nói luật sư đã tham gia vào cái game show này rồi, là luật sư sẽ đi đến cùng dù cho cái thế lực nào đó chống lưng cho cái nhóm người này hay là tổ chức cá nhân này, thì luật sư cũng không có ngán, mà luật sư sẽ đi tới cùng để mà bảo vệ lẽ phải cũng như là đòi lại những gì mà Thiện An Minh Bảo Trụ đã chịu thiệt thòi từ bấy lâu nay. Bởi vì luật sư cũng nhìn nhận thấy là cái tội của Thiền Am á, là cái tội là do họ quá tài năng đi, và ở ngoài xã hội họ lại ganh ăn tức ở, ghen ghét như thế này thế nọ, thì họ mới công kích luật sư nói riêng và cũng công kích Thiền Am Bảo Trụ suốt những tháng năm qua. Thì luật sư đã nhìn nhận được cái sự việc và luật sư sẽ đi đến cùng trong cái câu chuyện này, thưa quý vị khán giả. Đó là cái nội dung mà trong video ngày hôm nay mà Hiếu cũng báo cáo cho vị được biết là như vậy. Thì sau đây thì Hiếu mời quý vị cùng đến với một đoạn mà luật sư chia sẻ rất là hay
và cũng rất là đanh thép. Luật sư nói sẽ đi đến cùng trong cái game show này. Đó, xin mời quý vị cùng nghe nhé. Tất cả những kịch bản đó bây giờ chúng ta làm xong rồi. Kể cả việc báo chí đăng tin là chụp hình xuống quay phim, có tang vật, có vật chứng, có người bị bắt, có người bị hại. Bây giờ tất cả chìm vào quên lãng và xếp hồ sơ hay sao? Luật pháp nào, quy định nào cho phép chúng ta làm điều đó? Nếu có tội, đã quá thời gian đem lên xét xử làm rõ. Không có tội thì phải giải thích cho rõ. Và nếu như đây là dàn dựng thì phải xử lý nghiêm những hành vi đó. Đó là những hành vi chúng tôi cho rằng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Và hình như đối với những người thực hiện những cái sự việc đó, họ không xem pháp luật là cái gì cả. Bởi vì pháp luật không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Và chúng tôi cam đoan, trong đất nước Việt Nam, trong lịch sử tố tụng từ trước đến bây giờ, chưa bao giờ có sự dàn cảnh bắt người như vậy vì một tội danh mà họ không có làm. Và từ những nhân chứng, những vật chứng được giả mạo và sau đó thủ tiêu trong hồ sơ, đó là tội ác. Và chính vì những cái hành vi đó của những người, những cơ quan có thẩm quyền, có chức trách, dẫn tới cái cớ, một lý do cho những cái phe công kích đó, chúng tôi cũng không biết họ có liên kết với nhau hay không. Từ những phe đó có cái lý do họ nói à, công an làm như vậy, báo chí đăng như thế, nên tôi nói. Đó là một sự chúng tôi cho rằng là sự phối kết hợp rất là tinh vi, mục đích là nhằm chà đạp, bôi nhọ và nhục mạ những người trong thiền am. Nhưng quay trở lại, những người trong thiền am họ không làm bất cứ gì nên tội ngoài cái việc họ có tài. Nếu chúng ta thích, chúng ta yêu mến thì chúng ta xem, chúng ta không thích, chúng ta không yêu mến thì thôi. Việc của họ không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, việc của họ không ảnh hưởng đến trật tự xã hội, và đặc biệt họ đâu có gì bằng cái nguy hiểm. Còn những việc chúng tôi nói như là chuyến bay giải cứu, rồi kit test Việt Á, và hàng trăm hàng ngàn những sự việc có những nghiêm trọng hơn, đáng căm thù hơn, thì chúng ta không thấy những cái những nhân vật người ta cho là nói vì cộng đồng, nói vì mục đích tốt xã hội lên tiếng, thậm chí không dám nhắc một lời. Thì nếu như chúng tôi nói là nếu như xét về tội những cái mức độ tội ác đó, mà nếu tôi là cái nhà phản biện hay là những cái người dùng YouTube như vậy, và chúng ta đặt cái tiêu chí chúng tôi là nói về sự việc đó, thì cái chúng tôi cần nói đó là những hành vi như vậy. Rồi chưa kể những hành vi trục lợi, mượn màu áo tu hành để trục lợi, mà hiện nay chúng ta thấy là trên mạng và cũng như trên cái truyền thông hiện nay, và thật sự là trên cái đời sống thật sự đó, họ xảy ra về việc họ tranh giành cách thức thế này, cách thức cúng dường này, cách thức quyên góp kia, mục đích chỉ là trục lợi. Và ai có lợi nhiều thì tốt, ai lợi không tốt, không nhiều đó thì họ lại công kích bên kia. Đó là những hành vi cần lên án. Nhưng chúng tôi cũng không hiểu là tại sao là có sự việc diễn ra đối thiện em như thế. Tất nhiên chúng tôi vẫn theo dõi tiếp sự việc này, và chúng tôi cũng sẽ có những thông tin liên tục để cập nhật. Và chúng tôi rất mong rằng là sắp tới đó, ít nhất mọi người, ngay cả như chúng tôi là những người dùng phản biện đó, họ nên có một cái sự gọi là trí thức của họ đó, cũng như cái suy nghĩ của họ. Họ nên nhìn lại sự việc một cái, họ phải nghĩ rằng là khi họ đặt một lời công kích như vậy, nếu vì tiền, vì công việc làm ăn thì chúng tôi không bàn. Cái đó thì là coi như là nếu chúng ta là cứ bấm comment hay là lên anh ta nói, ta chửi, ta lấy tiền thì cái đó không bàn nữa, thì việc làm mà nó tôn trọng. Còn nếu họ bình phẩm thật sự bằng cái con người, tức là con người thật của họ, mà đó là phần người đó, thì họ cũng nên cân nhắc khi họ có những lời trình bày, những lời vu khống hay những lời bình luận như vậy, xem mình làm như vậy có đúng chưa. Và liệu, tôi nói là liệu rằng có bao giờ trong đó họ xúc phạm, họ gây hấn đối với mình hay không. Ngay cả việc gọi là trục lợi hay là quà cáp hay là ủng hộ gì đó, thì họ có bao giờ bỏ một xu tiền túi nào của họ để mà họ gọi là nạn nhân bị lừa hay không? Hay là họ cho nó cái mồm, và thậm chí cái việc công kích đó để giúp họ có tiền, là một chủ đề mà nhiều người ta thích nghe chẳng hạn, hoặc họ được thuê để làm, thì họ lại trục lợi trên những cái coi như nỗi đau của người khác như vậy. Thì đó là lời chúng tôi cũng nhắn gửi tới những cái lực lượng phản biện bất chấp, hay là gọi là đối lập với chúng tôi, mà cho tới ngày hôm nay chúng tôi cũng chẳng hiểu là lý do như thế nào. Và chúng tôi dù họ làm gì thì cái chúng tôi cần phải làm, chúng tôi vẫn làm.
Và nếu một ngày nào đó họ có những vấn đề gì mà vi phạm pháp luật, chúng tôi đầy đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý. Và vẫn biết rằng họ đang có những thế lực bao che đó, nhưng tôi nhắc lại, không có thế lực nào vượt khỏi luật pháp Việt Nam. Hãy nhớ điều đó. Quan trọng là chúng tôi có bình chỉ hay không. Và xin thưa, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái game show này, và chúng tôi sẽ tham gia tới ngày cuối cùng. Đó là lời chúng tôi muốn nhắn gửi là đến những người như thế. Và cũng qua đó thì như chúng tôi nói là có sự mạnh dạn đó chẳng qua là do sự ủng hộ của đông đảo bà con khán giả yêu thương Thiền Am và yêu thương chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong sẽ luôn nhận được sự ủng hộ đó để động viên tinh thần chúng tôi vững bước trong con đường khó khăn phía trước. À, xin cảm ơn quý vị đã nghe cái phần chia sẻ của tôi hôm nay. Xin cảm ơn và chúng tôi sẽ trở lại vào chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị nhận xét nội dung này như thế nào? Rất mong là quý vị khi xem để lại một bình luận ở dưới video, cũng như là tiện tay đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi để cho mọi người biết đến kênh Hiếu Phan Vlog và giúp cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.